Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các bệnh viện trên cả nước nói chung và tại Quảng Nam nói riêng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Yến Vân, Quốc Học. Tại bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ, ngay khi bước vào cổng bệnh viện, người bệnh và người nhà bệnh nhân đều được kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang. Công tác khai báo y tế cũng được thực hiện ngay tại cổng ra vào. Ông Trần Văn Thức, cán bộ hưu trí sống tại xã Bình Triều, huyện Tân Bình, là một trong những người thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cũng như nhiều người khác, dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến ông lo lắng khi đến những nơi đông người. Việc thực hiện nghiêm các quy định về biện pháp phòng chống kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh như thế này giúp ông yên tâm hơn khi đến thăm khám tại bệnh viện. Sau khi đến cái bệnh viện Minh Thiện này là chúng tôi rất an tâm, vì là thứ nhất là sát khuẩn, thứ hai nữa là đo thân nhiệt, và thứ hai nữa là cái công chức của bệnh viện này người ta lo lắng hướng dẫn tận tâm, là chúng tôi rất là yên tâm trong cái việc này. Với hơn 500 lượt người đến khám mỗi ngày, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, bệnh viện Minh Thiện đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thì riêng với bệnh nhân ngoại trú thì bệnh viện tổ chức tiếp đón và sàng lọc ngay từ ban đầu, phân loại bệnh và có cái đối tượng, các cái đối tượng nghi ngờ thì sẽ được phân lập cách ly và có phòng khám sàng lọc riêng. Các bệnh viện tại Quảng Nam đang tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 từ đầu vào. Tại đây, các đối tượng nghi nhiễm đều được kiểm tra sức khỏe tại một khu vực riêng biệt. Còn những trường hợp đi thăm khám hàng ngày thì được hướng dẫn đến một khu riêng để được kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các nhân viên y tế đã bước đầu sàng lọc dịch tễ. Ngay từ cái giai đoạn ban đầu khi mà bệnh nhân bước vào bệnh viện, thì bệnh nhân đã được sàng lọc rất là kỹ, từ phòng khám qua cấp cứu, và những bệnh nhân thuộc diện nghi ngờ thì đưa vào trong khu cách ly. Tất cả theo một cái quy trình rất chặt chẽ, theo tất cả các hướng dẫn của Bộ Y tế, của Ban Phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam, cũng như là Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Với nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, cùng với ý thức tự giác, tuân thủ nghiêm các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch cho người dân, hy vọng dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.